Đấy. Bạn hãy tưởng tượng, từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ tập thể dục hết. Tự nhiên một ngày nọ hứng lên đăng ký tham gia cuộc thi marathon và đặt mong đợi mình sẽ thi và hoàn thành giải đấu đó để có trải nghiệm cho tuổi trẻ. Quốc thôi, tuần sau là thi rồi, cứ đăng ký rồi chạy thôi. Các bạn nghĩ là mình có hoàn thành được không? Không, sẽ cực kỳ khó. Tương tự như vậy, trong việc giao tiếp và thuyết trình, có những bạn từ xưa tới giờ chưa bao giờ dám mở miệng ra nói bất cứ điều gì, từ xưa tới giờ chỉ im lặng thôi. Một ngày nọ, tự nhiên có cảm hứng lên, quyết tâm thay đổi cuộc đời, xung phong lên thuyết trình mà mong đợi mình sẽ chia sẻ quan điểm được rất là rõ ràng chỉ với niềm tin của mình thôi. Dĩ nhiên là thất bại rồi. Và đó là lúc mà mình sẽ cảm thấy tự ti, cảm thấy quê, cảm thấy nhục và cảm thấy thất vọng và mình không có động lực để rèn luyện. Và mình sẽ sợ và chán ghét luôn cái chuyện giao tiếp với người khác. Cho nên, nếu mà các bạn chưa bao giờ làm một việc gì đó khác, khi bắt đầu hãy bắt đầu nhẹ nhàng thôi và tập luyện đều đặn từ từ trở lại. Nếu chưa bao giờ tập thể dục thì hãy chạy nhẹ nhàng một vài vòng để bắt đầu cơ thể của mình quen với chuyện vận động. Tương tự như vậy, nếu chưa bao giờ thực sự dám nói ra, hãy khởi động lại cơ miệng của mình để cho nó linh hoạt hơn và để cho mình nói từ từ rõ ràng và tự tin lên hơn. Nên, ngày hôm nay anh sẽ chỉ cho các bạn bài tập thể dục cho giọng nói. Là thứ mà các bạn có thể tập từ 3 tới 5 phút mỗi ngày thôi. Nhưng nếu các bạn làm khoảng 7 ngày thôi, ngay lập tức các bạn sẽ cảm thấy giọng nói của mình tốt hơn, linh hoạt hơn và mình nói sẽ tự tin hơn rất nhiều. Cũng giống như việc là các bạn tập thể dục khoảng một tuần sau, mình sẽ bắt đầu cảm thấy là mình khỏe hơn trở lại sau nhiều ngày trời lười biếng. Ok, nên làm sao để có thể tập thể dục được cho giọng nói. Đầu tiên là phải làm nóng đã. Nên bước số 1, khởi động. Anh sẽ chỉ cho các bạn khởi động 3 thứ: gương mặt, môi và lưỡi. Đầu tiên, mặt. Là một động tác rất đơn giản là u a u a. Ok, thì hai cơ bên hông miệng này của mình nó sẽ được làm nóng và nó sẽ linh hoạt rất là nhiều. U a u a. Tiếp theo, môi. Các bạn hãy đẩy cái hơi ra môi của mình giống như vậy. Ok, và lắc hông và để thả lỏng môi và lắc cái đầu của mình nhẹ. Ok, bước thứ 3, lưỡi. Cái này hơi khi bắt đầu nó sẽ nghe chưa hay, nhưng mà khi càng tập các bạn sẽ càng thấy nó linh hoạt hơn rất nhiều. Uốn lưỡi lên và đẩy cái hơi qua khe lưỡi sẽ ra được một âm thanh giống như vậy. Khi mới làm nó sẽ chưa ra lắm, nó sẽ kêu tẹt tẹt rất là kỳ. Khi mới làm nó sẽ ra âm thanh hơi kỳ. Tuy nhiên các bạn càng làm thì nó sẽ càng thoải mái hơn. Lúc đầu nó có thể kêu cũng được, nhưng mà khi mình làm nhiều lần nó sẽ bắt đầu ra được đều hơn. Thậm chí ok. Nên anh nhắc lại, cơ mặt u a u a. Đó là bước 1, khởi động. Ok, bước thứ 2 vô bài tập chính. Anh sẽ hướng dẫn các bạn một vài câu để cho miệng của mình linh hoạt, thư giãn, rõ ràng và trôi chảy hơn. Đây là 4 câu líu lưỡi. Nếu các bạn tập quen dần thì mình sẽ nói trôi chảy và tự tin hơn rất là nhiều. Nếu mà mỗi ngày các bạn đều dành ra khoảng 2-3 phút để tập đọc những câu này, sau một hồi giọng mình nghe sẽ rõ ràng, trôi chảy và tự tin dứt khoát hơn rất là nhiều. Ok, sẵn sàng. Câu số 1, đọc theo anh nha. Buổi trưa ăn bưởi chua. Nhanh lên gấp đôi. Buổi trưa ăn bưởi chua. Yêu cầu của bài tập này là các bạn đọc to, rõ, mở miệng của mình ra và để cho hơi của mình đi ra ngoài. Đừng có đọc là buổi trưa ăn bưởi chua. Mở to miệng của mình ra. Ok, buổi trưa ăn bưởi chua. Nhanh lên gấp đôi. Buổi trưa ăn bữa chua. Ok, câu số 2. Con cá rô rục rịch trong rổ réo róc rách. Nhanh lên gấp đôi. Con cá rô rục rịch trong rổ réo róc rách. Ok,
Rồi số 3 sẽ càng ngày càng dài và khó hơn ha. Con két con kẹp con két cái, két kẹp két, cái kẹp cái, con két. Nhanh hơn ha. Con két con kẹp con két cái kẹp cái, con két. Ok. Rồi. Rồi, câu cuối cùng nghe cho kỹ nè nghe. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc, hai mụn mụn bọc, một mặt mập. Nhanh lên gấp đôi. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc, hai mụn mụn bọc, một mặt mập. Mặt mập mọc một mụn mụn bọc, hai mụn mụn bọc, một mặt mập. Ok. Rồi. Thì đó là bốn câu mà mỗi ngày các bạn rèn luyện và nói, anh nhắc lại theo tiêu chí mở to miệng mình ra, nói lớn, rõ, đọc một lần chậm, một lần nhanh. Thì từ từ mình sẽ luyện được cho hơi, cho sự rõ ràng, sự trôi chảy và sự tự tin của mình trong tiếng nói. Ok, bước số 3. Đây là một bài tập đơn giản để hơi mình dài ra hơn. Một câu nói rất đơn giản mà anh tin là các bạn biết, nhưng nếu mình áp dụng nó vào trong cái việc luyện hơi của mình, nó sẽ cực kỳ hiệu quả. Đó là bài tập đếm sao. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Ok, mình sẽ lấy hơi của mình vào và đếm càng nhiều sao càng tốt. Ví dụ giống như bài: một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, năm ông sao sáng, sáu ông sáng sao, bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng, mười ông sáng sao, mười một ông sao sáng, mười hai ông sáng sao, mười ba ông sao sáng, mười bốn ông sáng sao. Ví dụ giống như vậy. Và các bạn cứ đếm dài ra. Khi mới bắt đầu, cái quan trọng là to rõ và trôi chảy, đừng bị vấp. Nên là các bạn có thể đặt mục tiêu là đếm được năm ông sao sáng, tám ông sao sáng, mười hai ông sao sáng, hai mươi ông sao sáng. Và đó là một bài tập rất là cụ thể để các bạn có thể đo lường được là hơi của mình đã dài đến cỡ nào. Và mình giữ hơi càng tốt bao nhiêu, việc các bạn nói chuyện nó sẽ càng tự nhiên bấy nhiêu. Mình sẽ không bị hụt hơi trong lúc nói chuyện. Và khi đó các bạn sẽ dễ hơn để trình bày mạch lạc những ý mà mình muốn nói. Ok. Và đó là ba bước đơn giản để các bạn có thể tập thể dục cho giọng nói của mình mỗi buổi sáng hoặc là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Nó chỉ tốn khoảng 3-4 phút thôi. Nhưng nếu các bạn làm đều đặn trong vòng khoảng một tuần, các bạn sẽ thấy giọng nói của mình, sự mạch lạc trôi chảy của mình, độ to rõ của mình và sự tự tin của mình trong việc nói lên câu chữ và nội dung muốn truyền đạt, nó sẽ bắt đầu được cải thiện tốt hơn rất là nhiều. Nó cũng giống như việc các bạn tập thể dục vậy đó. Từ xưa tới giờ, nếu mình chưa bao giờ quen việc vận động thì hãy bắt đầu vận động nhẹ nhàng mà đều đặn trở lại. Từ từ cơ thể các bạn sẽ làm quen, khi đó các bạn sẽ tham gia những hoạt động mạnh và nhiều hơn rất nhiều. Tương tự như vậy, khi chúng ta bắt đầu rèn luyện lại giọng nói của mình, các bạn cứ khởi động nhẹ nhàng, từ 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 việc học nói sao cho thuyết phục và thu hút sẽ tới. Ok. Hoặc bài tập này có thể dùng trước mỗi buổi các bạn lên thuyết trình trước lớp. Nếu mà mình ngồi một chỗ căng thẳng thì khi mà các bạn rung và căng thẳng, cơ của mình nó sẽ bị cứng lại, đúng không nè? Tay của mình đổ mồ hôi và mình sẽ thấy là hai bên cổ này nó căng lại, bởi vì mình lo lắng á thì nó bị cứng. Thành ra là các bạn có thể dành ra trước đó 5 phút để khởi động. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Ok, buổi trưa, buổi chua, buổi trưa, buổi chua, buổi trưa, buổi chua. Buổi trưa ăn bữa chua. Buổi trưa ăn bữa chua. Và tập lại chuyện đó trước khi các bạn bước lên. Mà nó sẽ làm nóng và warm up cho giọng nói, cơ mặt và sẵn sàng tinh thần. Khi đó các bạn bước lên, nó sẽ không bị khớp trong lúc đầu. Ok, nên hãy dành ra 3-4 phút để tập mỗi ngày nha. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem một video clip của anh, nhớ nhấn vào nút subscribe phía dưới, bật chế độ thông báo lên. Bởi vì mỗi tuần anh sẽ đều đăng lên ít nhất là 2 video clip nói về chuyện giao tiếp, thuyết trình sao cho tự tin hơn, dành riêng cho các bạn.